Mùa chinh chiến ấy, tác giả Đoàn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 11. Một buổi chiều, tôi lang thang ở rìa phum sát rừng. Tôi thấy một bà mẹ đốt đống vỏ chai, khói Tôi hỏi, mẹ đốt làm gì? Bà mẹ trả lời, làm vôi. Vôi để làm gì? Tôi hỏi tiếp. Câu hỏi đầy vẻ ngớ ngẩn, vì dân ở đây họ toàn làm nhà sàn bằng tre và gỗ. Bà mẹ đáp, để ăn trầu. Lại một người từ thời nguyên thủy hiện về. Đúng là ở đây làm gì có vôi. Các bà mẹ Campuchia cũng ăn trầu như các bà mẹ Việt. Nhưng ở Chom Sre, họ làm ra vôi như thế. Họ nung vỏ chai suốt đêm. Đến khi nào vỏ chai cháy hết, mủn ra thành tro, thì họ lấy tro đó làm vôi ăn trầu. Tôi nhìn trong phum, những cây cau mùa khô sơ xác, nhưng ở rừng, cây vỏ chai mọc nhiều. Có hôm tôi mắc võng vào cây này mà không biết là cây gì. Chỉ khi mẹ chỉ tôi mới biết. Cái chuyện ăn trầu của các mẹ có bao nhiêu kỷ niệm. Ngày còn bé học vỡ lòng đi sơ tán ở Hưng Yên. Bố mẹ tôi về thăm làm quà cho chùm vải. Chúng tôi ăn quả còn hạt vô tư vứt đi. Mấy đứa bạn tôi tranh nhau nhặt. Tôi hỏi để làm gì. Chúng nó trả lời, mang về cho U ăn trầu. Sao lại ăn trầu bằng hạt vải? Tôi ngạc nhiên. Thằng Chi, thằng Biên cùng đáp, thay vỏ quạch. Tôi cảm thấy mình có lỗi, hơi nhẫn tâm. Sao không chia cho tụi bạn mấy quả vải mà để chúng nó lấy cái hạt về làm quà cho mẹ? Các bà mẹ của bạn Chi, bạn Biên chắc nghèo quá, không đủ tiền mua vỏ quạch. Tôi sang nhà chúng nó chơi, thấy bác gái gọt hạt vải tên trầu đưa lên miệng nhai ngon lành. Bác nhìn tôi, xoa đầu, giọng âu yếm. Cháu ngoan lắm, lần sau có hạt vải lại để dành cho bác nhé. Rồi tôi thấy bác tôi, mẹ tôi, khi ăn trầu, không còn lá trầu không. Tìm mãi trong âu đồng, được mảnh lá cũ, khô cong héo quắt. Hai người vẫn chia nhau. Tôi hỏi, lá này khô rồi, còn có vị gì? Mẹ tôi trả lời, vẫn còn vị lá trầu chứ. Tôi chợt hiểu, hương vị cuộc đời có cần gì chính xác đâu. Không có vôi, cho vỏ chai cũng có vị nồng. Các bà mẹ Khmer ở nơi thâm sơn cùng cốc này vẫn có thể thanh thản trong chiều, nhai trầu bên nhau. Còn gì yên lòng ta hơn khung cảnh hòa bình ấy. Đắp vết thương bằng đất sét. Một buổi tối tôi theo ông Phú, tiểu đoàn phó vào phum. Ông đến thăm một nhà, có hai đứa trẻ bị ốm. Thằng anh chừng 11 tuổi, nó bị một vết loét ở lưng, gần bả vai. Tôi rùng mình khi thấy vết loét đỏ lòm, lộ cả xương bên trong, màu trắng. Có cả những con giòi đang ngoe nguẩy. Ông bố bảo, nó đi rừng, bị cành cây rơi vào. Ông bố đang chữa bệnh cho con bằng cách đắp đất sét vào vết thương. Chỗ đất sét cũ đã nhão, ông vừa moi ra. Bây giờ ông đang cho chỗ đất sét mới vào. Đất sét lấy ngoài suối cạn, lối sang C8, chỗ có cái đầm bị khô và mấy cây bị sét đánh. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cách chữa bệnh kiểu này. Không biết nó đã tồn tại từ bao lâu rồi. Chắc có hiệu nghiệm nên dân gian mới truyền nhau. Khi ở nhà đọc truyện tôi cũng biết người Việt ở Nam Bộ cũng chữa trị vết thương như thế này. Tôi nghĩ đó là nhà văn bốc phét. Nhưng giờ thấy tận mắt tôi bất lực, không biết làm cách nào giúp họ. Thằng bé cũng nằm im, nghiêng người mặt quay vào trong, không rên la. Tôi chỉ mong đất sét sạch, không có vi trùng, để vết thương mau lành. Tôi tin là đất sét sạch, chẳng có con rắn con chuột nào làm tổ trong đất sét. Đất sét không bao giờ tan rữa, nó hút chất độc trong vết thương, nó thấm chất dịch chảy ra, và đất sét có mùi thơm. Tôi vẫn nghe
người ta sinh ra từ đất và trở về với đất. Nhưng ở đây tôi còn được biết thêm tình cảnh của đất với người. Đất có thể chữa lành vết thương. Cảm ơn đất, cảm ơn cậu bé bị thương, cảm ơn ông bố, cảm ơn những người nông dân thực sự hiểu đất và yêu đất. Bị sốt nhúng xuống suối. Sau đó ông bố bảo chúng tôi ngồi đợi. Ông mang bé gái chừng 7 tuổi ra giếng nhúng nước. Trời ơi, ở đây những đứa trẻ sốt nóng chẳng có thuốc thang gì. Dân chỉ mang ra giếng nhúng vào nước rồi mang về đặt lên nhà sàn để nguyên cả quần áo ướt. Ông Phú mang ra mấy viên ký ninh, đứa bé uống liền. Mấy ngày sau tôi đã gặp nó. Cô bé đứng bên hàng rào cạnh giếng, hình như nó đang hái lá hay hái hoa, vừa hái vừa hát vừa đi dọc hàng rào. Tôi thầm phục, giọng hát lanh lảnh của cô bé rất cao trong trẻo, âm thanh quấn quýt bên hàng rào xanh. Tôi không nhìn thấy cô, chỉ thấy bóng váy thấp thoáng sau đám lá. Tôi say sưa lắng nghe, hình như cô bé đi gần về phía tôi. Và khi chợt phát hiện ra tôi, hình như cô bé ngượng, không hát nữa. Tôi thầm trách sự có mặt của mình. Tôi chợt cảm nhận, người ta hát hay nhất, say sưa nhất, chính là lúc một mình giữa thiên nhiên. Chính là lúc giữa thiên nhiên chỉ có một mình. Lúc ấy, gió cũng ngân lên giai điệu của gió, lá cũng cất lên tiếng hát của mình. Mây cũng điểm trang cho trời xanh nắng đẹp. Và có thể nắng cũng thầm reo, cũng tung tăng bao lớp sóng đủ sắc màu. Lòng người khi ấy đầy âm nhạc, hóa thành âm thanh lành lót giữa đất trời. Đó là tiếng hát hay nhất trần gian mà tôi có diễm phúc được nghe. Cả đêm múc nước bằng gáo dừa vỡ. Mùa khô năm đó, giếng nước đầu phum cũng cạn, bộ đội phải tự lo, không thể nhờ giếng nước của dân. Tiểu đoàn đào một cái giếng khá sâu nhưng không có nước. Chúng tôi phải lấy nước ở cái mương cuối phum. Ban ngày dân lấy nước, ban đêm đến lượt bộ đội. Một hôm đến lượt tôi xuống giúp anh nuôi, phải thức cả đêm lấy nước. Chỗ có nước là một bờ mương nhỏ. Người ta khoét một cái hố trũng xuống như cái bát. Nước từ trong mạch ứa ra, dồn vào đó. Tôi phải dùng cái gáo dừa vỡ, chờ nước đọng, múc từng tí một, đổ vào cái thùng to để ngày mai anh nuôi nấu cơm. Thức từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, tôi và ba anh nuôi cũng múc được một thùng khá đầy. Cả đêm thức, mũi đốt buồn ngủ, chờ nước rỉ ra từng tí một. Thằng ba hát đi hát lại mãi một câu trong bài Sương Trắng Miền Quê Ngoại. Nó nhe hàm răng vàng khè, khoe cái lợi màu hồng nhạt cáu bẩn, cười trêu tôi. Mẹ biết bây giờ con đang ngồi hố nhỏ. Tưởng đi chiến đấu, đứng canh gác oai hùng hay ôm súng xông lên, ai ngờ đang ngồi múc nước suốt đêm. Đúng, mình đang ngồi hố nhỏ, AK bên mình, nhưng đợi nước. Thoáng chốc, thằng ba đã ngủ, ngả mình trên đất, nó ngủ cũng như đất ngủ. Tôi ngồi đợi nước, một mình suy tư. Không biết có con suối nào đang chảy ngầm trong đất, nó cũng đang vặn mình trong đất để tìm về đây. Đất bề ngoài tuy nứt nẻ khô cằn, nhưng bên trong những dòng sông vẫn chảy. Và gió nữa, những ngọn gió vẫn lang thang, thổi suốt ngày đêm. Ai biết được đường đi của gió? Ai biết được những dòng nước đang vận động trong lòng đất? Suốt đêm ngồi kiên trì đợi nước và những mạch nước nhỏ li ti, không hình dáng, không âm thanh, cũng dạy mình về lòng kiên trì và đức tính cẩn thận. Lập đàn cầu mưa. Dân Chomsre bảo, chưa năm nào mùa khô kéo dài như năm nay. Những người già trong phum phải lập đàn cầu mưa. Mấy cây tre được dựng ở ngôi chùa nhỏ giữa phum. Những dải cờ xanh đỏ treo lên cùng những lễ vật nghèo nàn được bày ra. Đương nhiên,
có cả bình nước và bình rượu được dâng lên các thần linh. Một ông già cao tuổi nhất xì sụp khấn vái, đọc thần chú rồi hú lên những tiếng man dại. Hòa cùng nhịp điệu, dân trong phum cầm tay nhau nhảy múa, rồi vừa vỗ tay vừa hát bài ca được truyền lại từ nghìn năm trước. Tôi cảm thấy nhịp điệu những ca khúc rất lạc quan, quyện vào những điệu nhảy cùng những động tác múa rất nhịp nhàng, mạnh mẽ, vươn lên như những ngọn lửa. Từ những thân người héo hon này, một niềm hy vọng vào ngày mai mát lành về sự sống vẫn bùng cháy. Tôi hỏi một cô gái, bao giờ có mưa? 3 ngày nữa, cô trả lời. Tôi mang tin vui về cho đồng đội, nhưng 3 ngày sau, lính tráng chờ mãi cũng chẳng có mưa, mất công căng tăng hứng nước. Tôi vẫn thấy cái đàn cầu mưa ở đó, dân vẫn khấn vái và múa hát. Lại hỏi một chị, bao giờ có mưa? Chị lại trả lời, 3 ngày nữa. Sứ giả lại mang tin về cho đơn vị, nhưng 3 ngày sau, trời đất vẫn khô giang. Lại hỏi, lại vẫn 3 ngày nữa. Dân ở đây lạ thật, mỗi người nuôi một niềm tin 3 ngày, người này nối người kia, và niềm tin ấy như cuộc chạy tiếp sức, đơn giản vậy thôi. Dân Khmer không khóc. Một hôm chúng tôi đi tuần, thấy ở đầu phum, dân chúng chặt những khúc cây xếp thành hình vuông, mỗi tầng là một lượt xếp. Tôi không biết họ làm gì cho qua. Buổi trưa về, thấy tầng gỗ đó đã khá cao, tôi đếm đến 7 tầng như cái chuồng chim. Anh em hỏi để làm gì, tôi đáp bừa, có lẽ họ nhốt con chim gì ở đó. Con công chẳng hạn, vì vùng này thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp vài con công đất. Anh em bắn, thịt ăn dai ngoách, hồi mù. Nhưng buổi tối, thấy dân trong phum đốt lửa, nhảy múa. Chúng tôi tưởng có râm vông vào xem. Một cảnh tượng kinh hoàng như thời nguyên thủy hiện ra. Họ đặt người chết trên đỉnh cao nhất của dàn hỏa thiêu, rồi lấy rơm, lá cây, cành củi con vun vào, chất lửa đốt phía dưới. Khói bốc lên cuồn cuộn, lửa bắt đầu cháy, và dân trong phum nhảy ra múa. Vòng múa không mở ra ở giữa phum, mà diễn ra ngay bên đống lửa. Vừa múa, họ vừa hát những bài đồng ca, những bài ca man dại. Nhìn họ hát, chúng tôi không hề thấy niềm đau khổ nào trên mặt, kể cả gia đình những người mất. Họ nhảy múa, cầm chiêng gõ, lửa bốc lên cao, bụi bay mù mịt. Thịt bắt đầu cháy, da bắt đầu nứt, mỡ chảy xuống sôi xèo xèo. Gió thổi mạnh, ngọn lửa bốc càng cao, và đám người nhảy càng man dại, càng như lạc vào chiều sâu tâm hồn của bài ca và điệu nhảy. Đến lúc da thịt cháy bốc lên không chịu nổi, thì vòng râm vông giải tán, ai về nhà nấy cũng chẳng thấy ăn uống gì. Đây là đám tang đầu tiên tôi thấy ở Campuchia. Khác với đám tang ở Việt Nam, ở đây không có tiếng khóc, không có tiếng kèn, không có chuyện mặc đồ tang, không có việc đưa người đến nghĩa trang, không có chuyện ăn uống kéo dài lê thê. Dân hay thật. Múa một lúc, họ về nhà để mặc ngọn lửa đốt xác người cứ cháy tự nhiên. Cháy thế nào họ cũng mặc kệ, bởi dù thế nào, ngọn lửa cũng sẽ cháy hết, xác người sẽ bị thiêu hết. Hôm sau, ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ, dân cũng mặc kệ, qua lại như không. Sang ngày thứ 3, ngọn lửa cháy hết, chỉ còn đống tro. Tôi thấy một người trong gia đình người chết xúc ít tro bỏ vào cái liễn nhỏ, rồi mang đến ngôi chùa giữa phum, bỏ đó, đi về. Gọi là chùa nhưng siêu vẹo đổ nát, vì chùa không có sư. Tôi nhận thấy từ ngày sang Campuchia đến nay, đã đi được nhiều nơi, qua nhiều tỉnh, gặp nhiều người dân, nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ khóc. Khi gặp dân bên bờ sông Mekong, nhà cửa tơi tả từ rừng chạy về, trên người chẳng có gì, chỉ còn mỗi bộ quần áo, họ cũng không khóc, không kêu gào, không than khổ đau. Dạo đi với C7,
lính ta vào nhà bắt một tên mà ta nghi hoạt động cho địch. Bà vợ nằm võng ôm con ngủ cũng chẳng có phản ứng gì. Thấy lạ, anh Trương chính trị viên hỏi: "Chúng tôi bắt chồng chị, sao chị không chống đối?" Bà vợ thờ ơ: "Nếu tôi ngăn cản, các ông nghĩ tôi liên quan, bắt nốt, thì ai nuôi con tôi?" "Thời Pol Pot thế à?" Chị ấy lạnh lùng kể: "Nếu Pol Pot bắt một người nào đó, trong gia đình ai phản ứng hoặc tỏ ra đau khổ, chúng sẽ bắt người đó luôn, vì vậy họ không dám tỏ thái độ. Tôi không hiểu đây là thành tích hay tội ác vô hình mà chế độ Pol Pot khắc ghi vào tâm hồn tình cảm của người Khmer, tê liệt cảm xúc vì sợ hãi. Nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi, một nỗi sợ chồng lên nhiều nỗi sợ, chỉ làm cho người ta thêm chai sạn. Hỡi trời cao đất dày, bao giờ người Khmer đi qua kiếp nạn đời mình." Lục Thum, Võ Đình Chiến. Lục Thum nghĩa là ông lớn. Người Khmer dùng từ này để gọi những cán bộ cao cấp. Tuy Võ Đình Chiến chỉ là y tá quèn trong đơn vị, nhưng trong con mắt người Khmer ở Cham Tre thì anh có giá trị như một ông lớn chân chính. Chuyện xảy ra như thế này: trong Phum có một chị khá xinh. Một hôm chị đi làm ruộng, thế quái nào bị con đỉa chui đúng vào bướm. Về nhà buổi tối mới phát hiện. Gia đình chị không biết làm cách nào để lấy nó ra, chắc nó đã chui sâu vào trong. Dân trong Phum nghe tin kéo đến xem. Cũng không ai có sáng kiến gì, không thể dùng lửa, nhỡ con đỉa chưa chết, người đã bị bỏng thì sao? Họ cũng không có dầu nóng để bôi vào. Cô gái kia lại là gái chưa chồng nên càng phải thận trọng. Dân cũng đã thử dùng rượu, nhưng cái thứ rượu Sara vắt vào men gạo thì nhẹ hều, đỉa nào thèm buông vòi. Trường hợp hiếm hoi này trong Phum từ xưa đến nay chưa ai mắc phải. Chưa có người nào bị thì bây giờ có người mắc là chuyện tất nhiên. Họ kêu ông trưởng Phum. Trưởng Phum nghe đâu cũng có vài ba vợ, nhưng ông cũng chưa bao giờ thấy con đỉa nào trong bướm vợ. Thì ông vào tiểu đoàn nói thế. Đã gần 12 giờ khuya, chắc từ tối đến giờ, cả Phum chỉ loay hoay với con đỉa. Nghe trưởng Phum trình bày, bọn lực kêu ông Tố, y sĩ lên. Cấp tiểu đoàn chỉ có một y sĩ đứng đầu và 5-6 y tá. Ông Tố tuổi đã cao, chừng 40. Hình như ông không khoái làm việc này, nên ông giao cho y tá Chiến, và Chiến phải nhận ngay. Chỉ một trong hai người phải đi, thủ trưởng không đi, lính đi là chuyện miễn phải bàn. Chiến đẹp trai, trắng trẻo, mắt đa tình. Chiến có dáng đi rất cồng kềnh, đến nơi nào cũng như đi vào chốn không người. Tính Chiến thẳng thắn, có gì nói huỵch tẹt liền, nên mấy cán bộ lúc nào cũng làm ra vẻ nghiêm trọng thì không thích Chiến. Ngược lại, Chiến được ông Tố nâng đỡ. Vì bố mẹ Chiến là người Đà Nẵng, ông bà tập kết ra Bắc làm việc ở Thanh Hóa. Còn ông Tố lại là người Thanh Hóa xịn, nên ông cũng quý Chiến. Nhưng việc vào Phum bắt đỉa thì ông lại nhường vinh dự cho Chiến, chàng trai 20 tuổi. Chiến đi giày cao cổ, khoác túi y tá, theo trưởng Phum đến nhà bệnh nhân. Dân Phum thấy cái túi y tá to tướng, lại thấy mặt Chiến lạnh tanh, ra vẻ nghiêm túc, đã có phần kính nể. Họ giạt ra cho Chiến vào, cởi đôi giày cao cổ, bước lên nhà sàn, đặt túi y tá xuống. Chiến bắt đầu hành nghề. Vạch váy lên, xoay đèn pin vào. Dân Phum chăm cặp mắt dõi theo. Không phải nhìn một người đâu, danh dự của cả quân đội nhân dân Việt Nam đặt vào Chiến đấy. Dùng panh kiểm tra, thấy con đỉa rồi, nhưng làm cách nào để lấy ra mà cô gái vẫn còn trinh nguyên? Vì cô chưa lấy chồng, mẹ cô gái nói thế. Gương mặt bà lo lắng, Chiến gật gật đầu. Làm cách nào bây giờ? Dùng panh kéo ra thì không được. Con đỉa có năng lực tự co giãn, tự đàn hồi cực tốt. Kéo không khéo, còn dính lại vòi thì cũng bằng không. Mà cái vòi con đỉa bám sâu ngần nào, bố ai biết. Rất thông minh và nhanh trí, Chiến bèn lấy nước muối làm vệ sinh cho cô.
Sau đó, anh lấy bông thấm cồn, một tay dùng panh kéo đỉa, tay kia dùng bông cồn dí vô. Bị bỏng đột ngột, con đỉa vội co vòi lại, cuộn tròn. Chiến chỉ việc dùng panh gắp ra. Cả Phum vỗ tay ầm ầm. Trong khi đó, mặt Chiến đầm đìa mồ hôi, đỏ lựng như say rượu, trông càng đẹp. Chiến cho cô gái ít bông băng, dặn giữ vệ sinh, mai không ra đồng, chiều mai sẽ khỏi bình thường. Bà mẹ cô gái chắp tay tế sống Chiến như đấng cứu thế. Bà bắt Chiến mang gà mang chuối về, nhưng Chiến không dám nhận. Hôm sau, bà và trưởng Phum đích thân mang vào biếu tiểu đoàn. Anh em ai cũng ghen với Chiến vì có diễm phúc được chiêm ngưỡng cái ấy của người Miên. Riêng Chiến, từ đó mỗi lần vào Phum, được bà con gọi là Lục Thum với cái nhìn kính trọng. Riêng cô gái mỗi lần thấy Chiến mặt lại ửng hồng, chạy vội lên nhà đóng cửa lại. Tôi hỏi, tại sao lúc đó ông lại nghĩ ra cách bôi cồn? Chiến hồn nhiên đáp, thông minh đột xuất thôi. Còn Quốc thì cãi, đách phải. Y Chiến này cứ chuyện gì dính đến gái gú là không cần phải dạy. Lần khác, trong Phum có một chị mang thai, tự nhiên đi tiểu nước đục như nước gạo. Chị bị đá lâu nhưng không làm cách nào khỏi, cũng uống đủ thứ lá, nhưng nước tiểu ngày càng đục, chị lại bị đau. Dân Phum không còn cách nào vào kêu tiểu đoàn. Lúc đó tiểu đoàn lại chuẩn bị hành quân chiến đấu. Đích thân ông Hán, chính trị viên tiểu đoàn, gặp ông Tố và Chiến yêu cầu giúp chị kia. Vốn là sĩ quan chính trị, ông Hán nâng quan điểm về tình đoàn kết này nọ, trách nhiệm của quân tình nguyện, quyết thuyết phục hai người. Cũng khó, ông Tố và Chiến đâu được nghiên cứu về giải phẫu cơ thể nữ. Vào chiến trường, họ chỉ được học những bài cơ bản giúp bộ đội ổn định vết thương. Những ca nặng như mổ xẻ thì phải cần đến bác sĩ. Nhưng tình thế bắt buộc, họ phải nhận người phụ nữ này. Ông Tố cho người khiêng bệnh nhân vào trạm phẫu tiểu đoàn. Cần phải nói thêm là ông Tố đã có vợ nhưng chưa có con. Còn Chiến, trai Tân chính hiệu, mới 20 tuổi. Khám đi khám lại, theo dõi hàng ngày, hai thầy trò lấy cơ thể bệnh nhân nam ra so với bệnh nhân nữ. Chắc nó cũng tương đương nhau cả thôi, ông Tố phán. Nước tiểu đục thế này chắc có cặn ở bàng quang. Dạo ở Tây Nguyên, tôi cũng đã từng bị. Lấy bệnh mình ra so, rồi ông kết luận. Chắc cô này bị đọng cặn ở bàng quang. Vậy làm sao bây giờ anh Tố? Chiến hỏi. Mình phải thông thôi. Thông thế nào? Cho uống thật nhiều nước, mà phải nước sạch. Hai thầy trò lấy nước lọc sạch, đựng vào lon cá. Dạo đó chúng tôi được ăn cá Nhật Bản, mỗi hộp nặng 500 gram. Chiến bắt chị ấy uống đến 6 lon nước, tổng cộng phải đến 3 lít nước. Người phụ nữ có bầu trong cơn nguy cấp, tin bộ đội Việt Nam như thánh sống, bảo gì làm nấy. Và thật kỳ lạ, sau khi thông tiểu sạch bàng quang, người phụ nữ ấy đi tiểu bình thường. Chị trở về Phum đợi ngày sinh nở. Từ đó uy tín của Chiến đối với dân Phum cao ngất ngưởng. Đến nỗi khi D8 rời Chomsre, ông trưởng Phum chỉ xin mỗi Chiến ở lại. Còn dân Phum thì muốn làm hẳn một cái nhà sàn ở giữa Phum cho Lục Thum Chiến ở. Hàng đêm có các cô gái đến múa hát, rồi trai làng đến hầu rượu. Chiến cũng muốn ở lại một thời gian. Nó lấy cớ bác Hồ bảo giúp bạn là tự giúp mình, nhưng tiểu đoàn bắt đi. Tôi trêu, ông thật may được nhìn cái ấy của cả con gái lẫn của bà bầu. Chiến nghiêm túc kể, ông biết không, dạo tôi học y tá ở Đà Nẵng có một cô giáo dạy về đỡ đẻ. Cô ấy là bạn mẹ mình. Một hôm mình đề nghị với cô, hôm nào có ca đẻ cho mình vào xem, cô đồng ý. Thế rồi mình đang học, cô ấy cho người đến gọi vô bệnh viện. Thằng bé hăm hở đi ngay. Đến nơi, họ bắt làm vệ sinh sạch sẽ mới cho vô. Vừa nhìn thấy bà bầu trần như nhộng trên bàn đẻ, thằng bé mặt cắt không còn hột máu, tông cửa đánh sầm, lao thẳng, chạy một mạch về nhà. Bà già hỏi, không nói nên lời, lên gác trốn biệt. Ông biết không, sau vụ đó tôi bị ốm mất 2 ngày.
Quốc trêu, thảo nào, mắt y chiến bây giờ, trông tình tứ quá bay ơi, mắt được tẩm bổ có khác. Chiến mệt mỏi, mất mấy đêm liền thức trông bệnh nhân đấy, bổ béo gì. Quốc tiếc rẻ, sao lúc ấy ông không kêu tôi lên trông giúp cổ một đêm? Chiến đốp ngay, loại lính như ông, suốt ngày nằm bờ rúc bụi, đâu có được ở gần người đẹp. Thôi được, tôi về làm đơn xin đi học y tá ngay. Quốc nói và ca luôn câu cải lương mà lính tráng chế từ bài Hoa tím bằng lăng. Tức lưng, đau bụng, nhức đầu, buồn nôn. Y tá đâu? Chiến nhập ngũ 77 cùng năm với Quốc. Lúc đó là năm 80. 3 năm sau, Chiến đã già dặn, nhiều trải nghiệm. Mỗi tuổi quân trưởng thành bao nhiêu, mỗi tuổi lính ở chiến trường lại như ngàn ngày đời sống bình thường. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.